lương thuế lẻ nay đã thanh khoản, tính tôi hay trịch thượng ở trong làng. Chẳng ai dám bàn ngang, xoay chúng dưới là kiếm ăn cũng khá. Nghe nhà phú ông có ả, con thị mầu nó đã hoang thai, cứ chiều theo lệ phép làng bắt vạ không sai. Khoán là cứ phải nộp đủ 100 quan quý đấy nè. À, cái việc này phải cho thằng bố đốt đập mõ mời làm mới được. À, thằng bố đốt có nhà không? Đứa nào đốt chẳng mà đấy. Tao đây, thầy Lý đây. À, thầy Lý đấy à? Bố nó có nhà bảo gia đình có việc cần ngay. Dạ thưa thầy, bố cháu chảy tỉnh lĩnh bằng rồi à. Mẹ là thế mới láo chứ. Làm cái thứ mõ thì bằng sắt gì mày hả? Bằng là bằng của cụ má. Bố cháu bắp chắc theo hầu cụ má đấy à. Có chăng thì thế chứ. Ừ, thế được. Bố nó đi vắng thì mày ra thay cũng được. Ra ngay đình đấy. Vâng. Chị thủ chỉ là tao.
nữa kìa. Dạ thưa thầy, nhà con thì tuy là ngõ nhưng cũng có cả thơ kia đấy. Thế thơ ra. Thế con đọc thầy nghe nhá. Ừ. Thơ rằng ngõ này cả tiếng lại dài. Sao mày có thai cả bằng mồm tao thế hả Đốt? Dạ thưa thầy, có thế
mời già trẻ gái trai gia đình than khoán. Khoán vào đây có thế có thế vào đây xéo dầu mỡ. Để nuôi chồng nuôi con nuôi đâu.